Phụ nữ cầu toàn thích mọi việc đều trở nên hoàn hảo, nên họ làm việc gì cũng giỏi, nhưng họ gặp những lận đận trong cuộc sống của mình. Đây là những dấu hiệu của một người phụ nữ cầu toàn sẽ giúp cho bạn biết cách tiết chế lại tính cách của mình nhé. Thứ nhất, trong cuộc sống và trong công việc, bạn rất dễ thất vọng khi nỗ lực của mình không được ghi nhận hoặc đánh giá cao. Với người khác, hạng 2, hạng 3 là tốt rồi, nhưng với bạn thì phải là hạng nhất bạn mới hài lòng. Bạn yêu cầu ở bản thân mình quá cao, đôi lúc sẽ khiến cho mình cảm thấy mệt mỏi. Thứ hai, bạn dễ bị tác động từ bên ngoài. Vì cầu toàn nên muốn ai cũng phải đánh giá tốt về mình. Điều bạn cần làm là giảm áp lực lên chính mình và mặc kệ những lời nói của những người xung quanh. Thứ ba, bạn luôn đưa ra tiêu chuẩn rất cao nên bạn gặp khó khăn khi tìm kiếm bạn bè, người yêu hay đồng nghiệp phù hợp. Có lẽ đã tới lúc bạn bớt xét nét lại và tôn trọng những đặc điểm riêng dù chưa hoàn hảo của người khác. Thứ tư, do bạn đòi hỏi mọi thứ luôn thật sự hoàn hảo nên bạn ít khi có những cảm xúc hài lòng và thăng hoa trong cuộc sống của mình. Bạn có xu hướng trách móc chính mình khi mình chưa đủ hay, chưa đủ giỏi. Hãy vui vẻ nhiều hơn, chấp nhận chính mình và khiến cho những người ở xung quanh bạn cảm thấy dễ chịu hơn nhé. Tập chúc bạn mỗi ngày thật nhiều niềm vui nhé.